Bình Đại mà ai nghèo khó thì cô sẽ hỗ trợ về cái lò vi sóng và những cái cặp đá. Cái phác đồ điều chỉnh chữa đau khớp gối mà phác đồ này là liệu pháp với y mo mạch. Kết quả trị liệu rất là coi như thấy rõ trước mắt, nhưng mà xin nói rõ với bà con mình cố gắng nói như thế này: thầy chỉ cho mình biết là thấy liền kết quả, nhưng mà kết quả nhiều của mình là về tự trị, chứ ở đây thầy không trị, thầy chỉ thuốc cho mình để mình về mình mua thuốc mình uống. Cho nên là mỗi căn bệnh của mình, mỗi người mỗi khác nhau, thì khi mà thầy làm cho mình rồi á thì mình cố gắng người thân nhân của mình không bị làm cho người bị bệnh. Đó là cái nhất ở đây. Chứ thầy không phải là ngày nào thầy cũng chữa cho mình, không làm chuyện đó. Mà chỉ cho mình về làm thầy chữa lại cho bà con mình. Thì mình ở đây rất là mong muốn bà con cố gắng nhìn cho thật kỹ, hay là không biết thầy hiểu rõ bệnh căn bệnh sao khai hết cho thầy. Rồi là thầy là hy vọng là cái này sẽ đạt được một cái kết quả rất là tốt. Thì hai đứa coi như rất là mừng. Có vị cách nào mà nó tốt nhất để cho bà con? Thì đối với tôi là một bác sĩ, tôi công tác cho bệnh viện cũng 10 năm, và tôi đi học ở nước ngoài, tôi xin lời cho bà con. Trước hết xin chào tất cả các ông bà cũng như các cô chú và bạn bè. Thì đây là một cái cơ duyên, thì mấy anh em của tụi tôi thì ở 12 người này ở Hòa Lan, tôi thì bên Đức. Thì cách đây mấy tháng thì thầy Dương Quang Châu có sang Đức có những cái cách trị liệu cho bà con mình ở bên Đức, thì mình thấy là khá hữu hiệu. Thì sau đó thì mình có nhảy ý là mời thầy về quê Bến Tre để giúp đỡ bà con, nhưng mà vì vấn đề hành chính ở đây nó hơi khó, thành ra mình mới tổ chức một cái buổi mà đi học tập như thế này trong một cái khuôn khổ nhỏ nhỏ. Thì ở đây là tôi muốn nói thêm là nếu mà những học viên mà đến đây để mà dự cái khóa học của thầy á, thì là mỗi một người phải đóng 1,5 triệu. Nhưng mà khi mà tôi và thầy có cơ duyên cũng như anh Sơn và chị Nguyệt và hai người bạn bên Đức nữa, thì tụi tôi có thông qua với thầy là tụi tôi muốn làm một cái chuyện để giúp đỡ bà con như vậy. Thì thầy cũng hỗ trợ trong vấn đề, có nghĩa là hôm nay là cái khóa học này đó thì thầy không có lấy tiền gì hết, thầy cũng muốn giúp đỡ bà con. Thì song song được phía bên tôi đó, thì chút xíu nữa ví dụ như gia đình ở Bình Đại mà ai nghèo khó đó, thì tôi sẽ hỗ trợ về cái lò vi sóng và những cái cặp đá, những cái này là với bà con như vậy thôi. Xin chúc bà con sớm bình phục sau khi nghe thầy trình bày về phương pháp trị liệu. Thứ nhất là cái này là cái phác đồ điều chỉnh chữa đau khớp gối, mà phác đồ này là liệu pháp với y mo mạch, và thầy Châu là viện trưởng viện bấm huyệt thập nhị Lê Tân, là người lãnh đạo của bộ môn, cũng như là người mà đã đưa ra một số cái kỹ thuật đơn giản nhất để cho bà con có thể tự làm được. Thì trước hết là tôi muốn nói luôn là sau khi mọi người ở đây về nhà, chúng ta sẽ làm những gì mà chúng ta chứng kiến và chúng ta thực hiện ở đây, chúng ta làm y chang như vậy, thì từ từ bà con sẽ khỏi bệnh. Rồi, sau khi đấy xong rồi, mọi người nhìn thôi nè. Rồi, ngồi đúng đầu chân nhé. Thấy không ạ? Mọi người thấy không? Đúng rồi, mình biết đây này, mình biết đi qua cái đầu gối, biết từ dưới này, biết đi qua cái chỗ lõm lõm á, đi qua cái đầu gối. Rồi, để mở cái tắc của cái gan tĩnh mạch, chị kéo chân sát vào người đi, kéo chân kia sát nữa. Rồi, xong chưa? Bây giờ cho dưới chân ra, bây giờ dưới chân ra, chị đã làm đúng chưa? Cái sát ra lấy trước, và mọi người nhìn này, chúng ta đổ này, kéo chân này, thấy chưa? Cái cách nào rồi, ngồi sát lên mọi người. Rồi, nào, đổ cái đầu gối chứ không đổ cái mông sơn nhá. Đẩy chân này, đẩy chân này, đẩy tới đẩy lui này. Đó. Rồi, đẩy tới đẩy lui.
nhé, chèo xuồng nhé. Rồi bây giờ chị giật cái gót dùm em xem, chị giật cái gót chị thấy sao? Chị nãy giờ nó nhẹ, anh theo lên. Chị làm thử đi, chị làm thử đi. Hai chân luôn, hai chân luôn. Chân này à. Nhưng mà làm đúng là hai chân chứ không phải làm chân. Ừ đúng rồi. Sao thoải mái đi. Đúng rồi, tự nhiên đi, cho tự nhiên đi. Nhẹ em được 60% rồi đó. Nhẹ 60% rồi, xin bà con chào pháo tay. Rồi bây giờ chị về, chị vẫn tiếp tục làm như vậy thì sẽ khỏi hẳn chị nhé. Chị nhớ là bốn kỹ thuật gồm có 4 bước nha chị nha. 4 động tác, 4 kỹ. Rồi. Rồi bây giờ chị em đây thì tôi cũng bệnh. Nói lớn tí. Đau lưng dữ lắm. Nói lớn tí. Đau lưng cái nhất cái giò. Thì nên lên đây cũng thầy thuốc cũng trị cho nó hết. Nó khỏe hơn người. Khỏe như nào thì chị đứng lên ngồi xuống. Giờ cũng khỏe rồi. Nát giờ cũng giãn giò cũng khỏe rồi. À, bây giờ chị đứng lên ngồi xuống đi. Đứng lên ngồi xuống. Đứng lên ngồi xuống nữa. Ngồi xổm thêm. Đừng có chuyển gối, đừng có chuyển gối. Rồi. Nghe nhẹ. Chị tên là Đỗ Thị Mỹ Chi, bạn của anh Đức. À, bạn anh Đức. Đâu anh Đức đâu? Chào anh Đức. Hôm nay nhờ bạn giới thiệu lên gặp thầy, để mấy cô hướng dẫn. Thành ra chị cảm thấy vui lắm mà rất là hạnh phúc khi mà được chữa trị bệnh vậy. Nay chị cảm như hồi nãy chị hơi đứng ở khó một chút, bây giờ làm thấy là thấy khỏe rồi. Chị cũng cố gắng thường xuyên tập để mà cho nó hết bệnh. Dạ. Chị ơi, chị đứng lên ngồi xuống cho em xem. Nghe nhẹ ha. Rồi, cảm ơn chị. Rồi, xin mọi người tràng pháo tay. Tôi là bạn của Đức. Hôm nay được sự hướng dẫn của Đức lên đến để gặp thầy. Nãy giờ Đức hoàn thân đó. Đấy, chị bệnh đã khỏe rồi, vậy cũng cảm ơn thầy và cảm ơn hai bạn của bạn. Rồi chị đứng lên ngồi xuống đi cho mọi người thấy nha. Thêm lần nữa coi. Nghe nhẹ ha. Khỏe rồi. Rồi thích không chị? Vui không? Vui. Về nhà thì về tiếp nhé chị nhé. Dạ. Những gì ở đây làm chị cứ làm đi Trang. Sau khi nuôi cái massage hồi nãy giờ thầy mấy anh chị ở đây làm rất là khỏe luôn, thoải mái luôn. Rồi chị đứng lên ngồi xuống đi ạ. Mà lúc trước đau lâu chưa? Bốn năm rồi. Đau 4 năm rồi. Bây giờ chị đứng lên ngồi xuống đi ạ. Khỏe rồi đó. Rồi khỏe cũng làm. Ngồi khỏe xuống nữa coi, ngồi xuống đứng dậy coi. Ôi, quá hay thôi. Rồi, cảm ơn chị. Về thực hiện tiếp chị nhé. Là cho khỏe hẳn chị tự làm được mà. Hôm nay em đứng đây thì chương trình này em cũng xin cảm ơn. Cũng chúc cho em hai cái giỏi khỏe mạnh. Dạ, bây giờ chị đứng lên ngồi xuống đi chị. Đứng ngồi xuống đi. Chứ lúc trước chị làm sao? Chị đứng ngồi xuống đi. Lúc trước ngồi không được. Để ngồi xuống cái gì thôi. Ngồi xuống, đừng có diễn gối, đừng có diễn gối. Bây giờ tính ngồi lại luôn không về. Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Bấm huyệt Thập Chỉ Liên Tâm.